Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Cái tiêu đề video mình đã nói rồi đấy. Đây là 5 điều mà chỉ Apple mới dám làm. Mình thực sự là đã sử dụng quá nhiều những cái thiết bị khác nhau, và mình làm reviewer thì cũng đã tiếp xúc được với rất nhiều những cái hãng khác nhau, rất nhiều sản phẩm khác nhau. Và mình nhận ra một điều là những cái vấn đề mà mình muốn nói đến trong cái video này là chỉ có một mình Apple họ mới làm được thôi, mà thậm chí còn làm thành công. Và bởi vì sao? Bàn luận với nhau một chút trong cái video ngày hôm nay nha. Đầu tiên, đấy là bán một cái điện thoại với màn hình HD cộng ở năm 2019, năm 2020 với mức giá cao. Hãng duy nhất có thể làm được cái điều đó. Nhìn sang những sản phẩm Android đi, chỉ cần dùng cái màn hình HD cộng bán với giá tầm khoảng bao nhiêu 6-7 triệu thôi, bị chửi cho sắp mặt lờ rồi. Ngày xưa các bạn nhớ Mi A3, trời ơi, bị chửi thì phải gọi là thôi rồi luôn. Nhưng mà quay sang nhìn con iPhone 10R, nhìn con iPhone 11, không những nó không bị chửi, mà thực ra là cũng có, nhưng mà không quá nhiều, mà nó còn là những sản phẩm bán chạy nhất trên toàn thế giới. iPhone 10R bán chạy nhất 2019 và iPhone 11 tính đến bây giờ, kể từ thời điểm nó ra mắt thì nó cũng vẫn luôn là chiếc điện thoại bán chạy nhất trên toàn thế giới. Đỡ đi, đỡ được không? Đỡ thế đỡ được. Uầy, nể thực sự luôn. Rõ ràng Apple làm điều này thực sự quá tốt. Mình vẫn phải khẳng định lại một điều ạ, đấy là cái màn hình HD cộng trên con iPhone 10R và 11 nó không ngon. Đấy là lý do vì sao mình dùng được có một ngày thôi. Bây giờ mình phải chuyển sang mình dùng con 10S Max này rồi, tại màn hình nó không đẹp. Nhưng nó bù lại những thứ khác, ví dụ như là pin, camera, hiệu năng, rồi trải nghiệm sử dụng thực tế, iOS mượt mà như nào, phê đi các thứ như nào, nó quá ngon. Thế nên nhiều người vẫn sẽ bỏ qua cái chi tiết đó, mà nó lại là một trong những cái khá là quan trọng. Nhưng không sao, người dùng vẫn chấp nhận. Đấy, Apple làm được những cái như thế đấy. Android có hãng nào làm được thế không? Bây giờ mình thách kẹo Huawei, Samsung, Oppo, Vivo này, Sony này, làm một cái màn hình với độ phân giải HD cộng bán với giá tầm khoảng 18-19 triệu đấy. Giống như con iPhone 11 đang bán chính hãng tại 7S kìa, 18 triệu 4, 64GB đấy. Hay là con iPhone 10R 15 triệu, mình đổ luôn đấy, hộ cái thạch luôn đấy. Thứ hai, đây là hồi sinh những chiếc điện thoại tưởng chừng như lỗi thời rồi, không có ai muốn dùng nữa. Ví dụ tiêu biểu nhất là con iPhone SE 2020 bây giờ này. Các bạn biết sao không? Mấy trăm ngàn, hơn 400 cọc tại 7S. Ui, nhiều người cứ chửi, ui, bây giờ ai mà não có vấn đề mới mua iPhone SE 2020. Ui, iPhone SE 2020 màn hình thì bé tí, chip A13 nóng bỏ mẹ ra rồi. Ui, 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 xin hỏi các bạn, hơn 400 người như thế, đấy mới chỉ là tính tại 7S thôi đấy. Người ta có vấn đề không? Chỉ có các bạn thôi, các bạn chê người ta như thế mới có thể là các bạn là những người có vấn đề gì đó thôi. Các bạn có những vấn đề về việc chê bai người khác. Rõ ràng tiền của họ, họ tiêu như nào, việc của họ đúng không? Và sản phẩm này kể từ khi iPhone SE 2020 được giới thiệu ra, cảm giác như chúng ta được hồi sinh lại con iPhone 8 luôn đấy. Tại vì hai sản phẩm này cơ bản là giống nhau, khác nhau một tí về hiệu năng, khác nhau một tí về camera như mình đã nói trong một cái video trước đây rồi. Và như thế, anh em ngày xưa một ôm phụ kiện của iPhone 8 bây giờ cười như được mùa luôn. Dùng được cho iPhone SE 2020 mà. Chuẩn chưa? Và đấy cũng chỉ là một trong những cái vấn đề mà mình muốn nói đến mà thôi. Apple là hãng duy nhất có thể hồi sinh lại những cái sản phẩm đã lỗi thời như thế này rồi, người dùng vẫn đón nhận nó một cách cực kỳ hấp dẫn và tích cực. Samsung làm được không? Không. Sony làm được không? Ui, càng không. Huawei, Oppo, Vivo, hãng nào làm được không? Không nốt. Xiaomi đừng có nói đến làm gì nha. Ok, Apple làm điều này rất hay. Thứ ba, sử dụng một thiết kế 4 năm liền. Đây là con iPhone 8 Plus. Nó là cái thiết kế cuối cùng còn được giữ lại ở cái form này. Và nếu như các bạn không biết thì cái thiết kế của iPhone 8 Plus này được sử dụng từ năm 2014 của con iPhone 6 Plus. iPhone 8 thì nó là giống với 6S. 4 năm liền sử dụng chung một cái form thiết kế. Thậm chí bây giờ có nhiều mẫu ốp lưng còn sử dụng được chung cho cả 6S Plus này, 6 Plus này, 7 Plus, 8 Plus. Thậm chí có nhiều mẫu ốp lưng cũng sử dụng được cho cả iPhone 6S, 7, 8 các thứ. Quan trọng là cái cụm camera là khoét to ra một tí mà thôi. Đấy, các bạn đỡ được không? 4 năm liền sử dụng chung một cái kiểu thiết kế. Trên đời này có hãng nào làm được như thế mà người dùng vẫn đón nhận hay là không? Trước đây thì Sony dùng mới có 3 năm thôi. Úi trời ơi, bị chửi cho thì phải gọi là lên bờ xuống ruộng. Ngày xưa bạn nào còn nhớ con xe Sony Xperia Z, Z1, Z2, Z3, Z4 các thứ gì đó. Sử dụng Omnibalance rồi là Monolithic các thứ. Uầy, ngày xưa Sony bị nói không biết bao nhiêu lần về cái vụ dùng chung một kiểu thiết kế. Apple dùng chung thì có sao đâu. Đỡ được không? Mình thì mình không thể nào đỡ được. Và đến bây giờ mình cũng không hiểu lý do vì sao mà người dùng vẫn có thể đón nhận một cái thiết bị của nhà Apple lâu như thế, khi mà những cái người ta gọi là nhận diện về thương hiệu nó quá khác biệt nhau, khác nhau quá ít. Ví dụ như 8 Plus này sử dụng mặt lưng kính, ốp lưng vào thì cũng như vậy.
có thêm cái màu gold mới, ốp lưng bản cũng như vậy mà người dùng vẫn cứ thích, thế mới hay này, thực sự luôn. Ở cái chi tiết này bây giờ iPhone X này, XS Max này, rồi 11 Pro Max này, cuối năm nay nghe đâu bảo 12 Pro Max các thứ, thì nó cũng giống như kiểu form thiết kế như thế này, khác biệt một tí về cụm camera mà thôi. Thế 4 năm đó đỡ đi này, thực sự. Điều thứ tư đó là luôn luôn đi sau những hãng khác về mặt tính năng nhưng hoàn thiện nó một cách tốt hơn, và người dùng đương nhiên sẽ đón nhận. Mình có thể lấy ví dụ như là cảm biến vân tay. Trước đây đã có rất nhiều sản phẩm sử dụng cảm biến vân tay theo dạng vuốt. iPhone 5S sử dụng theo kiểu chạm vào để mở, cải thiện tốt hơn nhưng nó vẫn là đi sau. Mở khóa bằng gương mặt sử dụng Face ID từ iPhone X năm 2017. Trước đây đã có khá nhiều sản phẩm sử dụng cái công nghệ mở khóa bằng gương mặt này rồi, nhưng họ sử dụng 2D và không bảo mật lắm bằng 3D. Đương nhiên Face ID cũng là đi sau và nó hoàn thiện hơn, người dùng đón nhận nó một cách tốt hơn. Hay gần đây nhất là tính năng chụp đêm. Chụp đêm Huawei đã có từ khá lâu, Google Pixel đã có từ vài năm trước, nhưng đến thế hệ của iPhone 11 hồi năm ngoái đây, cuối năm ngoái đây thôi, mà nó cũng vẫn đang là chiếc điện thoại mới nhất của nhà Apple mới được trang bị cái tính năng này, và nó mới cải thiện nhiều hơn cái khả năng chụp hình trong những môi trường thiếu sáng mà thôi. Và đi sau, nhưng cái cách của Apple làm đó là tự động hoàn toàn để giúp cho người dùng dễ dàng sử dụng nó một cách tốt hơn. Đó cũng là đi sau và người dùng cũng sẽ đón nhận ở vấn đề này. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Apple đi sau với những hãng Android khá nhiều về mặt tính năng, thế nhưng cái trải nghiệm mới lại là cái mà Apple nhắm đến. Người dùng đôi khi không cần phải quá quan tâm đấy là nó là tính năng gì, người dùng cũng không cần phải quá đắn đo đấy là sử dụng nó như thế nào, mà nó hiện hữu sẵn trước mặt cho người dùng, chỉ cần bấm vào sử dụng, bấm vào là dùng. Mọi thứ đều rất tự nhiên, mọi thứ đều rất dễ dàng và mọi thứ đều tích hợp sẵn vào bên trong hệ thống của họ. Và đây mới là điều mà mình muốn đánh giá có thể nói là cao nhất trên những sản phẩm của Apple. Cụ thể hơn, đó là iPhone. Hay chưa? Hay đúng không? Và cái cuối cùng các bạn biết là gì không? Hãng duy nhất tại Việt Nam dám bán một cái điện thoại phổ thông với mức giá trên 30 triệu. Bây giờ mình có thể lấy một vài ví dụ. Có những sản phẩm được niêm yết ở mức giá khoảng 30 triệu. Ví dụ như cái S20 Ultra, giá niêm yết là 29.990.000 của Samsung Việt Nam. Và các bạn biết bây giờ giá nó tại Xiaomi đang là bao nhiêu không? Khoảng 23 triệu. Giảm 7 triệu rồi. Ui, bằng con iPhone 11 phiên bản 128GB rồi, 256GB rồi. Đỡ được không? Không. Ví dụ như là con Find X2 Pro. Theo như mình được biết thì cái mức giá tại Oppo Brand Shop là bao nhiêu nhỉ? 30 triệu. Hả? Con này nó ngon thực sự. Nhưng 30 triệu mấy người mua? Nhìn sang iPhone 11 Pro Max đi. 33 triệu đợt đầu bản 64GB, 36 triệu mình mua. Uầy. Nhiều bạn cứ còn hay so sánh flagship Android với cả Apple iPhone phiên bản cao cấp nhất. Nhưng mà có bao giờ nó chung giá đâu, thế nên thành ra so sánh nó cũng khó đúng không? Mình cũng làm so sánh đi thôi. Như mình đôi khi so sánh xong mình vẫn cứ thấy nó khập khiễng sao á, tại vì nó không chung vào một cái hệ quy chiếu đó là giá, thế nên rất khó để mà nói đến. Vậy thôi. Và đó là 5 điều mình có thể khẳng định là chỉ Apple mới có thể làm được và Apple mới dám làm mà thôi. Các bạn nghĩ sao về chủ đề này mình đưa ra? Các bạn thấy những thông tin của mình đưa ra có đúng hay không? Comment chia sẻ ý kiến ở phía bên dưới nhé. Và đừng quên là những sản phẩm Apple iPhone chính hãng Venezuela đang có mức giá rất là tốt tại Xiaomi như là iPhone 11, 10R, SE 2020. Link sẽ ở phía bên dưới phần mô tả video, mình sẽ ghi comment để các bạn tiện theo dõi hơn. Còn bây giờ thì bye.